Cái bệnh lý tuyến vú là hay gặp như chúng ta đã biết thì siêu âm tuyến vú là một trong những cái ba phương pháp thăm khám tuyến vú cơ bản đầu tay khám lâm sàng anh chị cũng biết không thể bỏ qua, siêu âm và mammography. Trong đó thì cũng có những câu hỏi đặt ra là siêu âm mammo không hay là mammo rồi thì có cần siêu âm nữa không. Thì thực ra mỗi phương pháp nó đều có những cái giá trị riêng biệt của nó. Nên siêu âm chẩn đoán thì nó có thể giúp mình phân biệt những cái tổn thương dạng lao, tổn thương dạng khối, cũng có thể giúp mình dẫn sinh thiết với siêu âm lấy mất phẫu thuật, và thậm chí là bây giờ cái can thiệp bệnh lý tuyến vú trên siêu âm là rất phổ biến. Siêu âm và mammo thì nó phải song song với nhau. Đối với những, có thể nói là những siêu âm rất tốt với những tuyến vú đặc, trong khi mà mammo thì với tuyến vú nhiều mỡ thì nó sẽ có giá trị nhiều hơn. Chút nữa thì mình sẽ phân tích những cái giá trị trong những cái đặc điểm của mỗi tuyến. X quang thì mình có thể mình đánh giá được tốt những cái vi vôi hóa, siêu âm thì mình không tốt bằng. Và mục tiêu của bài giảng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nắm được giải phẫu tuyến vú, giải phẫu tuyến vú trên siêu âm, và tôi sẽ giới thiệu những cái kỹ thuật siêu âm vú để làm sao mình có những cái hình ảnh nó tốt nhất. Bởi vì một khi đã gọi là chẩn đoán hình ảnh thì phải có hình ảnh đẹp thì mình mới có cái để mà chẩn đoán. Chúng ta sẽ thống nhất những cái thuật ngữ để mà mô tả, và tôi sẽ giới thiệu cái hệ thống phân loại hình ảnh đối với siêu âm tuyến vú. Về kỹ thuật thăm khám thì với một cái mức độ phổ biến hiện nay thì mình bắt buộc khi mà các anh chị xác định làm siêu âm tuyến vú thì nó phải có những phương tiện đầy đủ để mình thăm khám. Nói cái thủa xa xưa ấy, thì là khi mà cái máy siêu âm nó còn rất là hiếm thì mình có thể là dùng miếng độn này, rồi mình có thể đít nâng cái màn hình lên để thăm khám. Thế nhưng mà bây giờ thì không ai làm như thế, cho nên là chúng ta bắt buộc phải có trang bị máy với đồ dò line với tần số cao từ 7.5 đến 13 MHz. Mà hầu hết thì bây giờ các đồ dò nó đều là đồ dò đa tần. Siêu âm thì luôn phải kết hợp với khám lâm sàng, và rất nhiều trường hợp mình phải phối hợp với hình ảnh mammo để đưa ra một cái kết luận sau cùng. Bệnh nhân sẽ nằm ở cái tư thế nằm ngửa, tay gối lên đầu, để làm sao mà mình bộc lộ toàn bộ vùng thăm khám. Và chúng ta sẽ khảo sát siêu âm lần lượt cho các khu vực theo đường lan hoa hoặc là đường tích tắc, khám nhóm hạch, hố nách, hạch tượng đòn. Kết quả chúng ta mô tả tổn thương theo vị trí giờ trên đồng hồ số, hoặc những cái tổn thương mình sẽ mô tả theo góc 1/4 trên dưới trong ngoài ở từng bên một, tùy vào cái tổn thương mà chúng ta cần phải định vị là chính xác để giúp cho mình lấy bệnh phẩm hay không, hay để lưu ý trong lần siêu âm sau. Ở những cái trường hợp những cái tổn thương mình phải theo dõi thì thường là mình sẽ chia theo vị trí trên đồng hồ số từ 1 đến 12 giờ và tính khoảng cách với núm vú, độ sâu so với mặt da. Còn những cái tổn thương mà nó lành tính, mình xếp lại hoàn toàn lành tính thì mình có thể chia góc 1/4 trên dưới trong ngoài theo từng bên. Các anh các chị khảo sát theo hướng của đồng hồ số như thế này. Anh chị có thể khảo sát theo đường ngang, theo đường dọc, đường ngang, đường dọc. Thế và đầu dò thì mình sẽ test theo hình lan hoa, hình lan hoa, hoặc là sau đó thường là mình sẽ quét lại đường dọc và đường ngang. Và lưu ý là trong suốt quá trình thăm khám như thế, chúng ta sẽ không nhấc cái đầu dò lên khỏi mặt da. Mình chỉ biết là hy vọng của chúng ta là tìm được những cái tổn thương nó nhỏ 1-2 mm. Với một cái đặc điểm là cái tuyến vú thì nó rất là di động, nó rất là di động mỗi khi mà mình thay đổi tư thế, đặc biệt là những bệnh nhân mà có những cái tuyến vú nó to này, nó chảy này, mà hầu hết là bệnh lý thì nó hay gặp ở những cái trường hợp mà nó không được như thơ như mơ. Thế cho nên là nó sẽ đổ sang bên phải, đổ sang bên trái. Thế cho nên là khi khám mà anh chị sẽ không được phép nhấc đầu dò lên khỏi mặt da, và chúng ta sẽ di chuyển rích rắc để làm sao mà các lát cắt này chồng lên cái lát cắt khác để mình không bỏ sót bất cứ một vùng nào. Không biết nói này các anh chị có nghe rõ không nhỉ, bởi vì nói qua cái thế mà trong trường hợp mà cái tổn thương mà nó quá xô đẩy như thế thì mình có thể dùng cái phương thức là mình
cố định cái tổn thương bằng tay của mình vào đầu giờ mình đặt lên trên để làm sao mà cái tổn thương nó không bị chặt khỏi cái trường thăm khám của ta. Thế và cái này cũng là một cái để mình đánh giá xem là cái tổn thương này nó có di động hay không, nó có bị xâm lấn vào cơ hay không để xem cái độ trượt của nó. Đấy, mình có thể chia cái tổn thương theo giờ như này để trên đồng hồ số, hoặc là mình chia góc 1/4 trên ngoài này, ở trên trong này, dưới trong và dưới ngoài cả hai bên. Anh chị cũng biết là theo những nghiên cứu ấy, thì là cái tổn thương mà khả năng ung thư cao nhất thì nó lại ở góc 1/4 trên ngoài, đặc biệt là cái vùng cuống vú này. Đấy là cũng là một cái hạn chế trên chụp mammo, thì thường là những cái vùng đuôi này mình cũng rất dễ bị bọc qua, rất dễ bị bọc qua tổn thương. Vậy cho nên là mình phải bộc lộ hoàn toàn, bệnh nhân không kéo áo lên nhé, mà chúng ta phải bộc lộ hết, bệnh nhân nằm ngửa. Và để làm sao đấy khi mà chúng ta quét, vì siêu âm nó là cắt lớp, cho nên nếu như mình cắt lớp thiếu, cắt lớp quá dày, không đủ mỏng để cắt qua tổn thương thì đương nhiên mình sẽ bỏ sót. Cái tổn thương nằm ở đuôi vú là mình sẽ gặp rất nhiều. Tuyến vú thì đây là cái đường đi của tuyến vú trong cái thời kỳ phôi thai, bởi vì tất cả những cái điểm đường đi như thế này nó đều có thể tồn tại những cái tuyến vú phụ. Tuyến vú phụ nó cũng có thể có bệnh lý như là ở mô vú chính. Về giải phẫu của vú thì mình cũng thấy từ ngoài vào trong thì da này, xong đến tổ chức dưới da, mỡ dưới da này, xong các ống tuyến này, các cái mô liên kết giữa các cái tiểu thủy vú, đây là các tiểu thủy vú. Trên siêu âm thì đây là hình ảnh trên siêu âm, đây là một cái mạc trước này, tổ chức da này, mặt trước này, mỡ dưới da này, và đây là các cái tổ chức liên kết và các mô tuyến. Thì đây trên, tương ứng trên siêu âm thì đây là những cái mạc trước này và tổ chức mô mỡ trước tuyến này, và những cái dải mô tuyến và các tổ chức liên kết xung quanh nó, đây là những cái dây chẳng copper. Cũng có một cái hình ảnh mà các anh chị nhìn thấy đây, nó đẹp ở trong như một cái hạt ấy, đấy là một cái sụn sườn. Sụn sườn thì phân biệt giữa một cái tổn thương, bất cứ một cái tổn thương nào thì cũng phải đều phân tích trên các cái đa cái góc tóc, đa cái mình khi mình thay đổi cái chiều cắt đi thì cái này nó không còn cái hình ảnh giống như tổn thương như này nữa, mà mình sẽ cắt đặt ở xương sườn. Đây là cái sụn sườn, đây là cái hình ảnh, một số những cái hình ảnh về giải phẫu siêu âm tuyến vú bình thường. Đây là cái núm vú ở phía sau nó sẽ mất âm, nên khi mà khảo sát cái tổn thương sau vú mà như lúc nãy chúng ta đã nhìn thấy đấy, thì cái tỷ lệ ung thư vú ở sau tuyến sau núm thì nó tới 18%, nên là mình không thể cắt thẳng như thế này để khảo sát phía sau núm vú, mình sẽ phải chọn một cái đường cắt khác để nó có thể phải quan sát phía sau. Như đây là cái dây chằng copper, cái dây chằng copper thì lưu ý ở cái này thì đôi khi những cái dây chằng nó chạy như thế này nó tới hạ lên những cái thùy mỡ, nó giống như một cái tổn thương vậy, cũng lại tuân thủ theo nguyên tắc là tổn thương thực thể thì ngành thực thể phải tồn tại trên nhiều hình cắt nhau, thì anh chị thay đổi cái hình cắt đi thì mình sẽ phân biệt được những cái tổn thương, những cái giả tổn thương như thế này. Tổ chức mỡ trước tuyến khá dày, đây là phần mô tuyến, đây là cái cơ thành ngực. Đấy, ở một cái nhóm đối tượng khác thì cái mô tuyến này nó dày hơn, mình sẽ nhìn thấy nó dày hơn, cái ống tuyến này nó đen như vậy. Đây là có thể là một người phụ nữ có thai, và nhìn sâu hơn nữa thì mình sẽ nhìn thấy cái màng phổi, và trên cái hình ảnh trực tiếp thì anh chị sẽ thấy cái màng phổi này thì nó sẽ có sự di động khí, nó sẽ có cái sự trượt. Ở đây thì lại nói lại là đây là một cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh, bởi vậy cho nên là muốn có được một cái hình ảnh đẹp thì mình phải được làm sao mình phải tối có những cái kíp làm cái hình ảnh của mình thật là đẹp, trình bày lên đẹp thì mình mới chẩn đoán được. Vậy thì có những thứ gì nó có thể giúp mình làm cho hình ảnh nó đẹp hơn? Đầu tiên là cái chuyện con trùng khảo sát, cái focus hay là cái tập trung của trùng tia, cái năng lượng của sóng siêu âm, rồi những cái mốt nó có thể hỗ trợ. Về thì nếu nói xa thì đấy mình phải hiểu cái nguyên lý vật lý, cái nguyên lý thì các anh chị phải để cái độ chứ trường khảo sát nó chỉ sâu nó phải thôi,
Nếu như mà mình để cái sâu nó sâu quá thì cái sóng siêu âm nó đi về nó sẽ mất năng lượng và nó sẽ cho mình những cái hình ảnh giả, hoặc là cái độ chân tích ảnh nó sẽ không được chắc nét. Cái này thì khi nào mà trên cái quá trình thực hành thì anh chị sẽ nhìn, anh chị sẽ điều chỉnh và sẽ nhận ra rõ ràng cái việc mà mình để hình ảnh, mình điều chỉnh những cái kỹ thuật làm sao để cho cái tối ưu hóa hình ảnh nó sẽ khác nhau, khác biệt rõ rệt đấy. Thế thì như thế nào là sâu vừa đủ? Anh chị sẽ thấy hoa lớp cơ thành ngực và tới một phần màng phổi. Sâu quá nghĩa là sóng siêu âm nó đi về nó sẽ mất năng lượng và nó sẽ trả lại cho mình một cái hình ảnh nó không được sắc nét. Cái thứ hai nữa là mình phải lưu tâm, đấy là mình phải để cái tập trung cái chủng tia. Trên máy nào nó cũng có cái hình tam giác ở ngay bên cạnh của cái thao thám ấy, thì nó sẽ phải chỉ vào cái vùng trung tâm. Và đối với xương tuyến vú thì mình không nên để quá hai focus, mà thường tôi sẽ để một focus thôi và đặt cái focus đấy vào trung tâm của tổn thương. Cũng giống như khi anh chị chụp ảnh, anh chị muốn lấy sắc nét một cái điểm nào đó, khuôn mặt nào đó, thì mình phải chạm cái focus vào cái điểm mà mình muốn tập trung thì hình ảnh cái vùng đó nó mới rõ nét. Các anh chị có thể có rất nhiều mode để sử dụng, nhưng mà quan trọng nhất thì vẫn phải là 2D. Đối với tất cả các thăm khám siêu âm, hình thái thai rồi cả mọi cái chẩn đoán khác về tổng quát mọi thứ thì quan trọng nhất vẫn là 2D. Trong còn tất cả những cái mốt khác thì nó mang tính hỗ trợ để làm sao cho cái tối ưu với hình ảnh hơn, hoặc là nó sẽ hỗ trợ mình thêm, chứ còn luôn luôn phải là 2D. Tất cả những hình ảnh kia phải được kiểm chứng 2D, nếu không thì rất dễ có những cái hình ảnh giả. Máy nào bây giờ thì nó cũng sẽ có cái harmony, tức là nó nhận được cả sóng, những cái sóng ngang, sóng tán xạ. Trước đây thì nếu như mình với nguyên lý tạo ảnh thì mình sẽ nhận được những cái phản hồi âm. Thế những cái harmony này nó để nó nhận được cả cái, những cái sóng tán xạ để làm sao nó làm rõ cái đường bờ tổn thương hơn. Đặc biệt nó quan trọng đối với xương vú, bởi vì những tổn thương tuyến vú mình kỳ vọng quan sát được là những cái tổn thương rất nhỏ. Ngoài ra thì ở xương vú 3D nó cũng có nhiều những cái ưu thế. Và một cái chương trình khác thì mình có thể là mình sẽ đề cập sâu hơn. Thế nhưng mà để chẩn đoán thì 2D là quan trọng nhất. Cũng như thế thì đối với những cái siêu âm về lớp len màu, lớp len năng lượng thì nó cũng hỗ trợ để góp phần cho mình đánh giá được cái tổn thương đấy, nó cái tính chất của tổn thương tốt hơn. Và khi làm thì mình sẽ phải quan tâm đến cái tốc độ của cái dòng chảy trong cái tổn thương nhu mô thì nó rất thấp, cho nên thường mình phải để tốc độ rất thấp. Rồi khung hình thì mình chỉ đặt vào những cái vùng mà tổn thương trong khá thôi, cũng lại tuân thủ theo cái việc mà nếu như mình để khung hình quá rộng thì là nó sẽ làm giảm cái độ phân giải hình ảnh của mình hơn. Làm phương vú thì anh chị cũng phải luôn luôn hiểu một điều là quá phát triển biến đổi bình thường của tuyến vú theo lứa tuổi, là nó lứa tuổi theo từng thời kỳ của người phụ nữ nó thay đổi trong suốt cả một quá trình hoạt động sinh dục của người phụ nữ. Ở tuổi dậy thì hình ảnh giảm âm sau cùng vú mô vú nó chỉ làm cái hình ảnh đĩa giảm âm như thế này thôi, là do bởi vì các cái ống tuyến nó còn ít phân nhánh và các cái tiểu thủy vú nó cũng còn ít phát triển. Thì mình cũng trong thực tế thì mình hay gặp đấy là những trường hợp mà các bé nó tiền dậy thì than là đau ngực, khi mà sờ thì nó có một người gia đình rất là lo lắng. Thế khi mà mình siêu âm thì mình biết đây là một cái hình ảnh sinh lý bình thường, nếu không thì mình lỡ mình lại nhầm đây là ôi rồi đây là một cái khối u, mà không phải là không có đâu nhá, có những cái nơi rất là lớn và đã có từng chỗ tận cắt mất tuyến vú của cháu đấy nha. Đấy, thế còn đây là một cái mô tuyến mà nó rất dày, đấy đặc như thế này này, nhưng mà đây là thường là gặp ở những cái phụ nữ trẻ tuổi với cái lớp mỡ xong trước tuyến, sau tuyến thì gần như không có, trước tuyến nó cũng rất mỏng, mô tuyến nhiều và đồng nhất cái đường bờ nó cũng đều đặn. Và đặc điểm là ở phụ nữ Việt Nam thì thường là gặp cái loại mô tuyến như thế này. Thế mà cái này nó là một cái hạn chế vô cùng ở trên chụp X quang tuyến vú, bởi vì những cái tổn thương nó sẽ bị chống lớp và mình sẽ rất khó đánh giá khối u, cho nên cái sự kết hợp của cả hai phương pháp là rất cần thiết. Ở tuổi trung niên thì các tuyến bắt đầu thoái triển và thường là nó sẽ tạo ra những cái đảo tuyến, thường là nó sẽ ở 1/4 trên ngoài và các đảo này thay đổi về số lượng kích thước của sự phân bố. Những cái này nó cũng vẫn dễ là dẫn đến những cái chẩn đoán là sau bán kinh thì mô tuyến chủ yếu là mô mỡ và tuyến vú chỉ còn lại là những vùng tăng âm mỏng thôi. Thế và những cái tổn thương lúc này
khi mà nó nằm ở ranh giới ở những vùng mỡ mà nó lại giảm âm, mà các anh chị cũng biết là hầu hết tất cả những cái tổn thương giảm âm thì là tổn thương những tổn thương ác tính, thì nó sẽ có cái tính là nó giảm âm. Thì trong trường hợp này mình rất dễ lại bỏ qua những cái tổn thương khi mà nó liên tục với cái mô mỡ lân cận. Thế cho nên là cái này thì trên X quang mình sẽ nhìn tốt hơn. Bởi vậy cho nên khi đến cái lứa tuổi trung niên thì thường là khám vú sàng lọc thì mình phải có cả hai phương pháp, chứ mình không làm trên một. Tuyến bây giờ nó còn mỏng như thế này, và những cái đảo mỡ mình được giới hạn bởi những cái dây chằng copper, nó rất dễ nhầm với hình ảnh của một cái tổn thương nào đó và lại tuân thủ nguyên tắc là mình sẽ thay đổi hướng cắt nó đi, thì nó không còn cái hình ảnh giới hạn của tổn thương như thế này nữa. Khi có thai và cho con bú thì như mô vú phải tăng sinh, do kích thước các cái đơn vị ống tận và các ống tiến sữa đều rất là phát triển, cho nên đôi khi là mình chỉ xương tiến vú thôi mà mình phải quay ra mình hỏi xem cái người phụ nữ trẻ đấy người ta kinh nguyệt như thế nào, bởi vì nhìn xương tiến vú là mình đã nghi ngờ là đấy là một cái tiến vú có thai. Thế còn cái ống tiến quan sát thực hay không là mình tính do cái thời điểm mà từ lần bú cuối đến cái thời điểm khoảng cách thu âm, khi mà lâu không cho bú thì cái ống tiến nó trễ sữa, nó sẽ giãn ra. Thế phân biệt như thế nào với việc nó tắc hay không tắc, bởi vì khi nó giãn ra nó không tắc thì mình đè thì nó sẽ sạch, còn khi nó tắc thì nó bị biết tắc, cho nên khi mình đẻ nó sẽ không sạch nữa. Và đương nhiên với lâm sàng thì khi tắc nó phải có những cái triệu chứng lâm sàng của nó là đau, nóng. Đây là một cái mô tuyến mà anh chị thấy là những cái đảo biến nó cũng rất tăng sinh. Và mình nhìn thấy những cái đường giảm âm của những cái ống tuyến đó. Đây là những cái ống tuyến này. Những cái này là trời bà mẹ cho con bú mà nó đang chứa sữa. Thế và một cái nữa đấy là một cái thay đổi sợi bọc tuyến, là một cái sinh lý xảy ra trong suốt cả thời kỳ của người phụ nữ trong giai đoạn hoạt động tình dục. Mình phải hiểu nó để mình không có chẩn đoán nhầm. Nam giới thì cũng vẫn có ung thư vú như bình thường. Thế và hình ảnh thì nó phụ thuộc vào cái việc là vú chứa ít ống tuyến hay là lớp mỡ, thể trạng gầy béo nó sẽ cho cái hình ảnh nó khác nhau. Nhưng mình chỉ muốn lưu ý rằng là ở nam giới vẫn có ung thư vú. Đấy, rất là nghèo nàn. Rất là nghèo nàn, đây là lớp cơ này. Đây là cái tổ chức dưới da. Đấy, lớp tuyến có và rất nghèo nàn. Bây giờ chúng ta đi sang một cái phần. Đấy là tôi vừa giới thiệu về cái kỹ thuật thăm khám tiền vú rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đưa ra những cái tiêu chí đánh giá và thực hiện mô tả trong một cái mô tả siêu âm vú. Thì chúng ta sẽ quan tâm gì? Quan tâm đến cấu trúc ống tuyến, mô tả tổn thương nếu có, có vôi hóa hay không, và các cái tổn thương phối hợp. Thế đầu tiên là về cấu trúc ống tuyến thì cũng như trên X quang thì mình sẽ chia thành 4 tuyếp A, B, C, D. Thì và cái tỷ lệ mà mô tuyến chiếm từ ít đến nhiều, từ dưới 25%, từ 25 đến 5, dưới 50, từ 50 đến 75 và trên 75%, để mình xếp loại mô tuyến tăng dần. A, B, C, D cũng có một số người thì nó từ 1 đến 4. Về mô tả tổn thương, mình quay trở lại khi vì sao mình phải đưa ra những cái đánh giá về cấu trúc tuyến như thế này, mình chi tiết như thế này, để khi mà mình đọc một cái tổn thương trên siêu âm mà mình nói là cái tuyếp A, tức là mô tuyến rất kia như thế này, thì mình hãy coi chừng là liệu mình có bỏ sót những cái tổn thương ở những cái tổn thương ở trên cái vùng mà lân cận với tổ chức mỡ, mà những cái tổn thương giảm âm mình có thể bị bỏ sót. Và lúc bây giờ mình cũng phải quan tâm ở trên mammo hình ảnh như thế nào. Nếu như lâm sàng có một cái gợi ý mà trên hình ảnh siêu âm của mình nó không có phù hợp thì mình phải xem lại, mình phải phù hợp với X quang, cũng như ngược lại, đối với một cái mô vú dày đặc thì trên X quang nhiều khi mình sẽ bỏ qua những cái tổn thương mà lâm sàng nghi ngờ, lâm sàng nó không thỏa đáng thì mình phải xem lại phối hợp cùng siêu âm. Thế cái mô tả tổn thương, bây giờ mình sẽ thống nhất những cái thuật ngữ mô tả tổn thương. Thì đối với một cái tổn thương dạng khối thì mình sẽ quan tâm đến 6 tiêu chí: hình dạng, trục, đường bờ, ranh giới, dạng hồi âm và hồi âm sau khối. Thế về cái phần mô tả về hình dạng thì những cái tiêu chí này tôi cũng sẽ để luôn những cái có một cái dòng màu xanh thì nó gợi ý một cái lành tính này, cái dòng màu vàng thì nó sẽ gợi ý cái bắt đầu có một cái sự nghi ngờ giữa lành và không lành. Thế còn những cái mà tôi để màu đỏ thì gợi ý luôn là những cái mà tổn thương mình nghi ngờ ác tính. Thế về hình dạng thì hoặc là mình sẽ gặp một cái hình ảnh dạng tổn thương hình bầu dục, thì đấy là một cái
góp ý về mặt hình dạng là hoàn toàn lành tính. Thế còn những cái tổn thương có hình tròn thì bắt đầu mình bắt đầu có sự nghi ngờ xem là liệu nó còn lành tính hay không. Còn tùy thuộc vào những cái tính chất mà mình mô tả sau đó để mình quyết định là nó sẽ xếp loại vào lành tính hay là phải theo dõi tiếp hay là nghi ngờ ác tính. Tất nhiên trừ những cái tổn thương hình tròn xoe nhưng mà nó lại là cấu trúc dạng lai. Đấy, cho nên mới nói rằng khi nó phải phối hợp với những cái tính chất khác nữa để mình quyết định là nó vàng hay nó xanh hay nó đỏ. Thế và cái tổn thương không có hình thù rõ rệt thì gọi là tổn thương không định hình. Và như vậy, nó màu đỏ đây nó gợi ý một cái tính chất rất là không lành. Và đây là một cái tổn thương có dạng bầu dục hình elip. Đây là một cái tổn thương hình tròn, cái tổn thương. Thế còn nó lành hay ác không thì tí nữa mình lại quay trở lại để mình phân tích tiếp khi mà nó có đầy đủ những cái dấu hiệu gợi ý của nó. Thế còn cái hình ảnh như thế này thì được gọi là hình ảnh không định hình và nó gợi ý một cái tính ác tính cao. Cái thứ hai mình quan tâm đấy là cái trục tổn thương, trục ngang hay là trục dọc. Trục ngang có nghĩa là cái chiều lớn nhất của tổn thương nó nằm song song với mặt da và thường là nó gợi ý một cái tính chất lành tính do là nó phát triển từ cái tiểu thủy tận. Đấy là đặc điểm của những cái tổn thương phát triển từ tiểu thủy tận thì nó hay là tổn thương lành tính. Thế còn đối với những tổn thương mà nó có trục dọc là lớn nhất của tổn thương mô thân của da thì gợi ý một cái tổn thương ác tính màu đỏ đây này, thì bởi vì thường là nó do phát triển từ cuống tiểu thủy tận. Đây là một cái tổn thương mà nó có cái đường kích thước lớn, nó nằm song song với mặt da, đây là trục ngang. Thế còn đây là một cái tổn thương mà có cái kích thước lớn, nó nằm vuông góc mặt da, đây là trục gọi là dọc. Một cái thứ ba mà mình quan tâm đấy là đường bờ của nó ra làm sao. Đối với một cái đường bờ đều đặn thì cũng giống như tất cả những tổn thương ở nơi khác, đường bờ đều đặn đều gợi ý một cái lành tính. Và khi nó không đều, nó có dạng đa cung hoặc dạng gập góc thì bắt đầu nó có gợi ý một cái tính chất không còn lành nữa, có thể là ác. Còn lành hay ác thì mình phải quan tâm đến những cái yếu tố khác đi kèm. Còn một khi những cái tổn thương mà nó đã có tua gai thì đấy là một cái điển hình của một cái tổn thương ác tính. Đây, đây là một cái gập góc. Còn đây là một cái hình ảnh của những cái tua gai, hình ảnh gập góc. Cái thứ tư chúng ta quan tâm nữa đấy là ranh giới giữa khối và mô xung quanh. Thì với một cái tổn thương mà nó có cái đường bờ rõ nét mảnh thì gợi ý một tính chất lành tính. Còn khi nó không còn rõ ranh giới, cái đường bờ nó mờ hoặc là xung quanh cái tổn thương nó có một cái biển hồi âm dày bao quanh thì gợi ý một cái tính chất ác tính cao. Thì đây là một cái tổn thương mà có đường bờ rất nét, rất mảnh, rất nét, rất mảnh. Thế còn cái tổn thương như thế này là một cái tổn thương mà có đường bờ nó mờ và xung quanh nó có cái viền tăng âm. Đây là nét, đường bờ thì đa cung. Còn đây là một cái hình ảnh tổn thương mà bây giờ mình sẽ phân tích luôn. Đấy là thứ nhất là hình dạng thì nó chẳng tròn, chẳng bầu dục. Đây là một cái hình dạng mà chẳng rõ hình ảnh là gì. Đây là cái đường bờ của nó thì nó gập góc và cái ranh giới của nó thì rất là có một cái đường viền xung quanh, với cái mô xung quanh là nó tự nhiên nó có một cái đường nó thay đổi hướng âm hoàn toàn, đường tăng âm. Cái thứ năm mình phân tích đấy là một cái dạng hồi âm. Cái dạng hồi âm thì những cái hồi âm dạng chống âm tức là đen kít đấy, là nước, tức là nó không có một cái sự phản hồi âm nào cả thì thường là mình gặp trong tổn thương dạng nang. Thế tổn thương tăng âm và đồng âm thì gợi ý một cái lành tính. Thế còn những cái hồi âm mà kém hoặc không đồng nhất thì nó đều gợi ý một cái tính ác tính. Hồi âm sau khối tăng âm thì gợi ý là một tổn thương lành tính. Đây là cái tiêu chí thứ 6. Khi nó có bóng cảm thì gợi ý một cái tính chất ác tính. Tăng âm là bởi vì sao? Cái mô khối, cái mô tổn thương nó mềm hơn những cái vùng lân cận, cho nên khi nó đi qua cái vùng này thì phía sau nó cái âm nó không bị hấp thu nhiều, thì phía sau nó so với vùng lân cận nó sẽ tăng âm lên. Thế
Thế còn có bóng cảm thì ngược lại, tức là cái tổn thương nó rất cứng và khi sóng âm đi qua đó thì nó sẽ bị hấp thu, cho nên là phía sau nó mất âm đi thì nó sẽ tạo thành cái bóng cảm tăng âm, tức là phía sau nó trắng như thế này, còn mất âm ở đằng sau nó đen như thế này, cái này gọi là bóng lưng hoặc bóng cảm. À đây, đây là tăng âm, đây là bóng cảm. À, sau khối tức là màu trắng, bóng cảm hoặc là mất âm sau khối thì nó đây. Này, một cái tổn thương như thế này, với mất âm như thế này gợi ý một cái tính ác tính, còn một cái tổn thương mà đằng sau nó trắng như thế này, tức là phía sau nó không mất âm đi, cho nên nó trắng hơn so với cái vùng mô xung quanh, thì nó gợi ý một cái tính lành tính. À, đấy, đúng một tổn thương là hình thù không rõ này, đường bờ chẳng còn rõ ràng này, so với mô lân cận thì nó tạo thành cái địa viền tăng âm này, thì sau lưng thì bóng cảm này, bản thân cái khối thì giảm âm này. Đây là một cái gợi ý rất là không bình thường, không lành tính. Về vôi hóa, vôi hóa thì thực ra là trên siêu âm thì nó không ưu thế như trên X quang, nhưng với cái máy phân giải rất cao thì chúng ta vẫn có thể quan sát được những cái tổn thương vôi hóa. Mình sẽ phải phân biệt xem là vôi hóa trong khối, ngoài khối hay trong ống tuyến. Cái này gọi là vôi hóa trong khối. Đây là vôi hóa trong ống tuyến. Và chúng ta sẽ tổn thương khối ở trong ống tuyến. Có rối loạn cấu trúc không? Cấu trúc hay không? Có thay đổi ống tuyến hay không? Có dày da, có co kéo da hay không? Có thâm nhiễm lân cận hay không? Có tín hiệu mạch không có, hay là tín hiệu mạch trong khối, hay là tín hiệu mạch là ngoại vi vòng tròn, rồi tính đàn hồi trên siêu âm đàn hồi. Nhưng ở đây thì bài này mình sẽ không đề cập đến. Thế và sau tất cả những cái tiêu chí mà mình vừa đưa ra như vậy thì mình sẽ bóc nó vào thành một cái bảng để cho nó dễ phân tích. Vẫn tuân theo cái mô tả như lúc trước thì tôi sẽ xếp tất cả những cái thứ mà nó gợi ý lành tính sang cái cột màu xanh. Còn những cái tổn thương bắt đầu có nghi ngờ thì tôi sẽ để màu vàng cam, và những cái ác tính thì tôi sẽ để màu đỏ. Vậy thì có bằng này tiêu chí mình đánh giá hình dạng trục đường bờ ranh giới hồi âm và hồi âm sau khối, thì về hình dạng lành tính hoàn toàn thì nó sẽ là bầu dục, hình dạng bầu dục ngang với đường bờ đều ranh giới rõ, và hồi âm thì là chống âm tăng âm hoặc là đồng âm đồng nhất, hồi âm theo tổn thương sau khối thì là tăng âm sau. Và đối với những tổn thương bắt đầu phải nghi ngờ là hình thì hình tròn, đường trục thì xu hướng rộng, đường bờ thì gập góc hoặc đa cung, ranh giới thì có thể là rõ, hồi âm nang thành dày, hồi âm thì có thể là một cái dạng nghi ngờ. Thì với những cái tổn thương mặc dù là chống âm nhưng mà nếu như hồi âm nó không đều vào cái thành dày thì mình cũng xếp nó lại vào dạng nghi ngờ. Thế còn bóng cảm yếu mình cũng bắt đầu phải có nghi ngờ. Thế còn những cái tổn thương mà nó gợi ý tính chất ác tính, đấy là những cái tổn thương có hình dạng không định hình, đường trục thì dọc, đường bờ thì tu nhai, ranh giới thì không rõ, hồi âm thì kém, không đồng nhất, dạng nang hoặc là dạng nang hỗn hợp, hoặc là những cái hồi âm sau khối thì thường là có bóng cảm. Tuy nhiên là trên thực tế lâm sàng thì không phải lúc nào những cái tổn thương nó cũng xanh hẳn, vàng hẳn hay là màu hay là đỏ hẳn, đều thì nó dễ quá. Cho nên là mình sẽ phải phân loại làm sao để mình tiếp tục, để mình có một cái chiến lược xử trí, chẩn đoán và xử trí sau đó. Thì tôi xin được giới thiệu với anh chị cái hệ thống phân loại BRAC 2015. BRAC thì mình sẽ chia làm 6 độ BRAC. BRAC 1 là không có bất thường nào. BRAC 2 thì tất cả đều mang màu xanh, tức là không có bất cứ một đặc điểm nghi ngờ nào, hoặc là mình có những cái nang điển hình, một cái hạch trong vú thì mình xếp lại vào cái ô màu xanh này. Thế còn những cái tổn thương mà ngoài ra nếu nó không xanh thì nó phải vàng hoặc đỏ. Thì nếu như cái loại 4 trong 8 đặc điểm này có một hay nhiều mà nó không phân loại vào loại 5 thì mình sẽ phân loại loại 4. Thế thì mình phải xem lại loại 5 trước, tức là trong một cái khối tính cao nó chỉ cần có trên 2, lớn hơn hoặc bằng 2 trong 3 cái đặc điểm. Thứ nhất là hình dạng không định hình này, bờ tu gai, lý vương hóa trong khối. Nó có 2 cái đặc điểm thì mình xếp nó vào 5, tức là khả năng ác tính rất cao. Thế còn nếu như nó đủ tiêu chuẩn để xếp lại 5, trở lại mình xem 4. Xem 4 thì nó có 1
hay nhiều trong 8 đặc điểm, nhiều hơn 1 nhưng không phải là 2 trong cái nhóm 1 đặc, thì mình sẽ xếp nó vào loại 4. Thế và người ta cũng chia nhỏ ra là 4A, 4B và 4C. Với 4A là ghi ở thấp, tức là cái khả năng ác tính của nó chỉ từ 3 đến 10%, tức là nó có trên một triệu chứng phụ. Với 4B thì cái độ nghi ngờ trung bình, tức là 10 đến 50%, tức là lớn hơn hoặc bằng 3 triệu chứng phụ. Và nó không phải, đương nhiên là đây mình nhắc đi nhắc lại, nó không có đến 2 cái triệu chứng nằm ở trong nhóm mà mình xếp lại BRAF5. Còn C thì là khả năng nghi ngờ cao, tức nó lớn hơn hoặc 1 triệu chứng chính, có 1 triệu chứng chính trong cái nhóm 5 và có 1 hoặc nhiều hơn 1 triệu chứng phụ, thì mình xếp lại 4C. Và khi mình đã xếp lại BRAF5 có nghĩa rằng mình sẽ phải cần phải khảo sát mô học. Thế thì sau mình xếp lại, à còn nữa đấy là khi mà BRAF đọc là BRAF không, mặc dù mình xếp lại BRAF từ 1 đến 6, 6 là với một cái ung thư đã biết, tức là nó đã có kết quả sinh thiết ung thư hoặc là một cái khảo sát trước đó đã trả lời chắc chắn đấy là kết quả ung thư, thì với một kết quả thua là để làm gì, là để mình khảo sát trước khi lập một kế hoạch điều trị hoặc là theo dõi sau đó. Thế còn BRAF không có nghĩa là gì? BRAF không có nghĩa là lượng giá nó chưa được hoàn thành, và lúc bấy giờ hoặc là mình sẽ phải kết hợp với một cái phương thức chẩn đoán khác, ví dụ như là mình phải chụp mammo, sau đó thì mình đọc kết hợp với nhau. Trong trường hợp cần thiết nữa thì mình phải chụp cộng hưởng từ, tức là mình phải có một cái nó chưa đủ điều kiện để mà đánh giá thì mình xếp nó lại BRAF không, và mình yêu cầu làm thêm những cái chẩn đoán hình ảnh khác nữa để cuối cùng mình có một cái lượng giá cuối cùng. Đối với cái BRAF1 là không có một cái bất thường nào cả thì mình sẽ theo dõi thường quy. Theo dõi thường quy nghĩa là gì? Đối với những người phụ nữ mà gia đình có tiền sử thì mình sẽ phải theo dõi gần hơn. Thế nhưng đối với phụ nữ thì mình phải theo dõi gần hơn. Nhưng đối với những phụ nữ trẻ thì mình có thể 2 năm, sau 2 năm. Thế còn những đối với những tổn thương bất thường mà mình xếp loại hoàn toàn lành tính thì mình cũng theo dõi theo thường quy, và mình quan tâm đến việc tuổi hoặc tiền sử lâm sàng của nhà của người ta, hoặc là phụ thuộc vào tình huống lâm sàng mà xử lý. Ví dụ nó cũng là một cái bất thường lành tính, một cái no có thể hoàn toàn lành tính thật nhưng no mà bệnh nhân có thể gây đau lâm sàng, người ta có thể có cái triệu chứng hoặc một cái lý do gì đó mà người ta muốn giải quyết, thì đấy là tùy vào cái việc của giải quyết lâm sàng. Thế còn đối với cái phân loại BRAF3, tức là 0.2, 0.4 thì là BRAF3, tức là khả năng lành tính là cao, khả năng ung thư dưới 2%, thì mình sẽ, vì nó là 3, mình không chắc chắn là hoàn toàn nó lành tính, nên mình sẽ theo dõi trong thời gian ngắn 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, tùy vào từng trường hợp. Tức là những trường hợp này nó phụ thuộc vào lứa tuổi, rồi tiền sử hoặc tính chất lâm sàng. Thế và theo dõi xong rồi sao? Theo dõi xong một thời gian như thế thì nếu như dấu hiệu nó tăng lên thì mình phải xếp lại nó vào BRAF4, hoặc nếu nó ổn định thì mình có thể hạ độ BRAF của nó xuống BRAF2, thì mình sẽ không phải theo dõi đầy sát nữa. Còn BRAF4 mình chỉ có một cái chiến lược khác. BRAF4 tức là nghi ngờ khả năng ác tính từ 3 đến 94%, buộc khi mình đã đặt BRAF để mình chẩn đoán BRAF thì mình phải cần khảo sát mô học. Còn với những cái tổn thương mà mình đã xếp lại, tức là nó có trên 2 triệu chứng trong cái nhóm mà đỏ ấy, thì mình sẽ xếp nó lại với rất nhiều khả năng là ung thư, gần như là nó chắc chắn nó phải 95%, thì mình cần phải xử lý thích hợp. Cái việc đấy lâm sàng sẽ quyết định là mình sẽ giải phẫu bệnh cái tổn thương đó, để sau đó thì mình có một cái chiến lược điều trị cho nó đúng đắn. Thông qua đây thì mình cũng nhận thấy một điều rằng cái việc phân loại BRAF nó rất quan trọng. Nó quan trọng vì nó sẽ là cái tiếng nói chung cho lâm sàng, cho các nhà chẩn đoán hình ảnh, cho bản thân chúng ta khi chúng ta theo dõi bệnh nhân. Cho nên là bây giờ đối với một cái chuẩn mực làm khảo sát thì mình tiến vũ, bao giờ mình cũng phân độ BRAF để nó có một cái tiếng nói chung và một cái chiến lược thăm khám và xử trí thích hợp cho từng bệnh nhân một. Bài này tôi cũng giới thiệu một số những cái tổn thương lành tính thường gặp. Tổn thương lành tính thường gặp thì có thể là nang, một cái u cơ tuyến, một cái u mỡ, một cái nhiễu diệt thể, hay một cái thay đổi sợi bọc tuyến, có thể là những u vú trong ống tuyến. Nang trong tuyến vú thì là một cái vô cùng phổ biến. Thường thì nó cũng không có triệu chứng, nhưng cũng đôi khi thì nó nằm trong một cái bệnh cảnh thay đổi sợi bọc tuyến, thì bệnh nhân có thể than đau nhiều. Đặc biệt là nó khi nó tăng kích thước nhiều thì nó nhanh và nhiều thì bệnh nhân cũng có thể đau, hoặc là khi có bộ nhiễm.
Mà trên hình siêu âm thì ai đã từng làm siêu âm cũng đều biết hố chống âm để đánh nhầm, đánh nhầm thành mỏng, đánh giấy rõ, ấn xẹt thì nó rất mềm. Một vài trường hợp nó có bóng nước bên, cường độ cũng ít, có thể tồn tại một nang hoặc một chùm nang, và nó có thể di động do xuất phát của ống tuyến. Đây là một cái nang với cái thành mỏng dịch tương đối đồng nhất, còn đây là một cái tổn thương dạng nang mà không đồng nhất, còn đây là cái dạng nang phức hợp. Nếu đối với một cái tổn thương dạng nang thì chỉ lưu ý một điều là những cái nang đơn thuần thì rất dễ để chẩn đoán. Thế nhưng mà cái mà cần phân biệt ý là những cái tổn thương nang thành đầy phức hợp, thì cái việc mà mình phải phân biệt với một cái tổn thương áp xe tuyến hoặc là một cái ung thư hoại tử, thì cái đấy anh chị có một cái đánh giá tổng thể trên lâm sàng. Một cái nhiễm trùng thì nó sẽ có triệu chứng lâm sàng của đau nóng sốt đỏ, hoặc là thường gặp ở trên những cái bà mẹ đang nuôi con bú trong thời kỳ ở giữa. Nhưng nếu mà gặp trên một người phụ nữ lớn tuổi mà có hình ảnh kiểu như thế này thì coi chừng, mình không thể quan để chẩn đoán đấy là một cái áp xe vú, coi chừng đấy là một cái tổn thương ung thư hoại tử. Đây những cái tổn thương có thành mỏng và cái dịch trong nang hoàn toàn đúng nhất. U cơ tuyến, nói là u sợi tuyến thì gọi là u, nhưng nó thực ra nó không phải là u, nó là một cái sắp xếp nó không bình thường của một cái tổ chức tuyến, và như vậy có nghĩa là nó tồn tại ngay từ khi mà mô phôi người ta hình thành, chỉ là nó biểu hiện ở cái hình thái và giai đoạn nào thôi. Tức là như thế có nghĩa là nó không phải là tổn thương dạng tế bào, cho nên là cái việc mà xử lý nó thì nó khẳng khá là linh hoạt. Bệnh nhân có thể đau hay gì đó, nhưng mà đây nó không hoàn toàn, nó không phải là u. Thì chị sẽ gặp điển hình thì nó sẽ là một cái tổn thương dạng đồng âm hoặc giảm nhẹ âm hoặc tăng nhẹ âm, trục ngang với đường bờ đều, mô lân cận có thể bị ép nhưng nó không gián đoạn hoặc là mất liên tục. Và trên cái quá trình thăm khám theo dõi thì anh chị hỏi lần này có, lần sau có. Bởi vậy cho nên là có một đôi khi mà có những cái tính chất mà mình xếp lại nó vào BRAD3, nhưng mà nếu như lúc nào nó cũng có và nó không có tiến triển thì mình phải quay trở lại, mình xếp nó lại BRAD2. Một cái biếu thực thể thì thường nó xuất hiện ở lứa tuổi lớn hơn, khi mà nó có cái mà mình hay phải phân biệt, đấy là phân biệt với một cái u sợi tuyến. Khi mà nó có nang bên trong thì nó dễ chẩn đoán hơn, nhưng mà khi mà nang nó quá nhiều thì lại khó phân biệt với một cái ung thư hoại tử. Khi mà lớn tuổi này, có đường bờ đa cung này, có nang trong thì dễ chẩn đoán là u thực thể. Thế nhưng cái này thì nó thường nó cũng có một cái tỷ lệ ác tính hóa, cho nên có thể cái này mình sẽ phải xử lý, nhưng nó không đơn giản như một cái u sợi tuyến. Một cái u mỡ thì thường nó hay xuất hiện từ chức mỡ tiết tuyến, mình bầu dục với hồi âm của hơi dày hoặc hơi kém trong cái mô mỡ, và khi chụp phim X quang lên thì nó thường là thấu âm, tức là nó không có cản quang. Cái mà mình hay gặp nữa mà cần phải phân biệt đấy là những cái u sợi tuyến khổng lồ rất là to, mình sẽ nhìn thấy những cái đường sơ đi vào bên trong này này. Đấy. Bệnh nhân có một cái biếu khổng lồ và đôi khi thì mình phải nối cái hình ảnh thì mình mới nhìn thấy được cái ranh giới của nó. Cái thay đổi sự bọc tuyến là cái mà rất hay gặp, thường là có cái sự than phiền về đau trong cái mọi giai đoạn của cái người phụ nữ. Đó là do một cái sự bất tương xứng của cái nồng độ estrogen hay là progesterone. Sờ trên lâm sàng thì thấy những cái mảng hạt, đôi khi thì có những cái tiết dịch nhũ vú. Đối với những trường hợp mà mình siêu âm điển hình thì mình không cần phải chi tiết, nhưng mà mình cũng rất lưu ý là một đôi số những trường hợp mình có thể nhầm lẫn với ung thư, và ngược lại thì những cái thay đổi sẽ bọc tuyến nó cũng có liên quan nhẹ với tỷ lệ ung thư. Hình ảnh siêu âm thì có thể là có cái dạng giả u hoặc là không có giả u, không có u. Đây, cái tổn thương kiểu như này thì dễ bị bỏ qua. Nghĩ đây là những cái dây chẳng copper này, nhưng cái này mình chỉ nhìn thấy nó không rõ ràng là hình ảnh của một khối. Thế nhưng mà khảo sát kỹ mình sẽ thấy đấy, nó bắt đầu nó có cái sự xáo trộn cấu trúc, cái ranh giới nó không rõ đó, đứng sau nó cản âm. Những cái trường hợp như thế này nó còn tương đối rõ ràng, nhưng nếu như mình làm không kỹ thì đôi khi mình tưởng đấy là một cái thay đổi sẽ mọc biến. Cái bệnh nhân này thì đã được sinh thiết và chẩn đoán là ung thư vú. Đây một số cái hình ảnh không điển hình, rất điển hình. Đấy là một cái dạng hình dạng thì không định hình,
với cái đường bờ rất là nham nhở, có tour guide và ranh giới vi mô xung quanh thì nó được giới hạn bởi những cái viền trăng âm đất đá, phía sau lưng thì nó bị mất âm hoàn toàn, mình không đánh giá được phía sau nó như thế nào. Đó, tương tự như đây tổn thương mà mình nhìn xung quanh nó rất là thâm nhiễm. Và cái này là trên một người phụ nữ đang cho con bú. Trên cái hình ảnh động thì mình thấy những cái dịch này nó lợn cợn và nó thay đổi, cái đường bờ bên trong nó rất không đều. Đấy là một cái áp xe vú. Đây là một cái viêm tắc tuyến sữa. Mà đây mình nhìn thấy ở trên người phụ nữ cho con bú thì cái ống tuyến nó giãn như thế này. Thế bên này là cái bên mà không có tắc, thế không có viêm. Thì bên này mình nhìn thấy nó khác hẳn giữa cái mô liên kết xung quanh này, mô mỡ xung quanh này. Thì bên này nó đen như thế này, bên này nó căng âm như thế này. Bệnh nhân này đau, sưng nóng đỏ đau. Đây là một cái hình ảnh thâm nhiễm do viêm tuyến sữa. Ngoài ra chúng ta có thể gặp những cái viêm mỡ tụ nó sợ sơ và hình ảnh tứ ngực. Tôi xin kết thúc bài giảng của tôi ở đây. Các bạn có câu hỏi gì cho cô thì các bạn bật mic lên nhé. Bạn nào muốn hỏi gì thì bật mic lên để hỏi cô. Còn nếu anh chị mà chưa kịp định hình thì hy vọng là trong cái quá trình mà mình đi thực tập ở lâm sàng ở bệnh viện, vấn đề gì thì chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi. Vâng, alo ạ. Vâng, alo. Bạn hỏi một nhá. Vâng, em xin phép hỏi cô một chút ạ. Tức là em muốn cô chỉ cho cái thuật ngữ trong mô tả hình dạng siêu âm, ví dụ như là hay là cái khối giảm âm, hay là cái nhân, hay là tăng âm, hay là mình dùng cái từ gọi là nhân đặc, hay là cái tổ chức đậm âm. Đấy, cái mà em muốn hỏi cái thuật ngữ chung chuẩn nhất là như thế nào? Có vẻ như là sao nhỉ, cái này thì mình làm siêu âm mình đều hiểu đúng không? Những cái giảm âm, tức là mình ở đây mình so sánh với cái tổ chức mỡ trước tuyến. Những cái giảm âm có nghĩa là nó đen hơn tổ chức mỡ trước tuyến. Những cái tăng âm nghĩa là nó tăng âm hơn tổ chức mỡ, nó sáng hơn, nó trắng hơn so với tổ chức mỡ trước tuyến. Nếu còn những cái đồng âm thì nó gần giống như mô mỡ trước tuyến. Đúng đấy, anh hỏi đúng đấy, bởi vì trong cái siêu âm tuyến vú thì cái khái niệm về tăng âm, giảm âm, đồng âm thì nó được so sánh với mô mỡ trước tuyến. Thế là đã đúng câu hỏi của anh chưa ạ? Mất mức rồi. Cái thuật ngữ dùng là thế nào ạ? Ví dụ như là đó là khối hay là một cái tổ chức hay là một cái nhân đặc, ví dụ mà mô tả với nhân với tăng âm thì mình dùng từ gì? Cái bài vừa xong mình vừa đề cập, tức là những tổn thương dạng khối thì mình sẽ mô tả khối ra 6 tiêu chí, anh hiểu không? Trong đó cái hồi âm, anh xem lại bài nhé, xem lại bài cái phần trên. Ừ nhỉ, mọi người cho quay trở lại. Nhưng xem đi, đừng có chuyện mà. Nè. Và khi mình mô tả tổn thương dạng khối thì mình sẽ gọi là khối, mình gọi tổn thương có hình dạng như thế này. Được chưa? Đấy, như anh vừa nói, khi mà mô tả cái tổn thương thì mình sẽ nói là khi nó tổn thương dạng khối thì mình sẽ mô tả nó là khối dạng như thế nào, đường trục như thế nào, đường bờ ra làm sao, ranh giới giữa khối và mô xung quanh như thế nào, dạng hồi âm ra làm sao, hồi âm sau khối như thế nào. Trong cái bài vừa xong mình vừa mới đề cập đến những cái tiêu chí đánh giá thật đúng mô cả. Đúng câu hỏi của anh chưa ạ? Vâng ạ, cảm ơn cô ạ. Có một bạn xin cô cho xem lại hình ảnh tổn thương dạng canxi hóa. Nói nhanh quá nên bạn chưa thử rõ. Cũng nói luôn là canxi hóa không phải là một cái bạn nghe rõ chưa nhỉ? Canxi hóa không phải là một cái ưu thế ở trên siêu âm. Mình sẽ cố gắng để nhận biết trong trường hợp mà trong tổn thương khối mình nhìn thấy được thì mình mô tả nó trong khối hay nó ở ngoài khối hay nó ở trong ống tuyến.
Thế còn cái ưu thế đánh giá biêu hóa thì mình sẽ đánh giá ở trên mammography. Được không bạn? Còn những micro canxi hoặc là cái hình thái của vi vôi hóa thì thực ra trên siêu âm của mình không có ưu thế. Được chưa ạ? Còn bạn nào còn câu hỏi gì? Bạn nói đi. Còn bạn nào muốn đặt câu hỏi cho cô không nhỉ? Cô có một bạn hỏi là có phân loại nhóm hạch ác tính và lành tính không ạ? À có. Ừ đó, thế thì hạch ác tính hay hạch lành tính thì bởi vì sao tôi không đề cập, bởi vì cái tính chất hạch ác tính và hạch lành tính thì trên siêu âm nó sẽ giống nhau. Những cái tổn thương hạch ác tính thì nó sẽ làm mất cái cấu trúc giống hạch, hoặc là cái thành của cái hạch nó không còn được dày dặn nữa, và cái túi máu nó cũng tăng tập trung túi máu trung tâm. Thì đấy là những cái tổn thương hạch gợi ý ác tính. Còn những cái hình hạch mà hình bầu dục, cũng với tuân thủ là nếu những cái hạch mà cái đường kính lớn, đường kính dài của nó lớn trên gấp 2 đường kính ngang thì đấy cũng là một cái gợi ý của hạch ác tính. Và đặc biệt là khi nó mất cái cấu trúc mỡ ở trong giống hạch thì đấy là một cái gợi ý ác tính. Bạn võ kinh nghiệm này thì cô trả lời như thế đã được chứ bạn ơi. Còn bạn nào đặt câu hỏi cho cô nữa không? Bạn đặt câu hỏi thì bật mic lên hỏi cô trực tiếp luôn đó. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Em có thể hỏi cô một câu được không ạ? Ví dụ như trong những cái trường hợp mà bệnh nhân người ta bị viêm tuyến vú thôi, nghĩa là bệnh nhân người ta rất là đau, chạm vào rất là đau, nhưng mà khi mình siêu âm mà không có tổn thương gì thì lúc đấy mình kết luận như thế nào hả cô? Nghĩa là mình chỉ kết luận là tổn vú bình thường, hay là theo dõi cái tổ chức viêm, hay là lúc đấy mình có thể nhìn thấy là cái tổ chức của tuyến vú nó dày lên không, hay là thế nào? Cô nói rõ cho em biết trường hợp. Thế thì đâu nhờ bạn nào hỏi nhờ, tôi chưa nhìn thấy bạn này. Đây ạ. Ok, chào chị. Đây, bởi vì thế cho nên một đôi khi nhá, mình sẽ nhìn thấy những hình ảnh nó không có rõ ràng thì chị sẽ cố gắng quan tâm. Bởi chắc chắn khi mà nó viêm thì nó chắn nó sẽ có một cái phản ứng. Nó sẽ có một cái phản ứng. Đây, lúc đấy tôi có để ra một cái hình ảnh đây. Đây, đôi khi nó rất kín đáo. Mình sẽ nhìn thấy, mình phải so sánh hai bên, rồi mình so sánh từng vùng, hai bên đối xứng nhau. Thế thì mình sẽ thấy như trong trường hợp bệnh nhân này, bệnh nhân rất là đau. Lâm sàng thì nó chỉ ngoài đau ra thì nó cũng không có rõ ràng lắm, chị thấy không? Đây là một cái sự khác nhau về mặt hồi âm giữa cái mô mỡ và cái tổ chức liên kết xung quanh các ống tuyến, nhớ không? Bên này nó đen như thế này và bên này nó trắng như thế này. Đây là một cái sự thâm nhiễm khi nó bắt đầu mới nó như thế này. Ngoài ra thì cũng có một số những bệnh nhân lúc ban đầu mình đã nói đó. Những khi bệnh nhân tắc tuyến sữa thì nó rất phụ thuộc vào việc cái thời điểm thăm khám. Nghe rõ không hả chị Ngân? Có. Đấy, những cái thời điểm mình thăm khám là gần cái thời gian bà mẹ cho con bú hay không. Khi mà bà mẹ lâu rồi chưa cho con bú thì cái ống tuyến nó sẽ giãn nhiều hơn. Thế nhưng nó khác nhau giữa cái việc mà cái ống tuyến chứa sữa và một cái ống tuyến bị tắc. Chị sẽ dùng cái nghiệm pháp là chị sẽ cố định giống như cái hình đầu tiên mình đưa ra đấy, nhưng phương pháp tạo hình ảnh đấy thì mình sẽ ấn nó vào. Thì đối với những cái tổ chức chứa sữa, ống tuyến chứa sữa mà nó không tắc thì nó sẽ bị xẹp lại và bệnh nhân sẽ không đau. Nhưng khi mà bệnh nhân bị tắc tuyến sữa thì chị ấn nó sẽ không xẹp nhá. Và mình sẽ thay đổi hướng của đầu dò ngang hoặc lật để mình nhận thấy rằng cái cấu trúc ống tuyến nó không xẹp xuống được. Vậy là bệnh nhân có tắc tuyến sữa mà chưa viêm. Còn hầu như thì trong một cái giai đoạn nó tắc thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái phản ứng thâm nhiễm như thế này đây nhá. Thâm nhiễm thì mình sẽ gần là hỏi cái của bệnh nhân, mình cố định tay vào đó để cho cái ống tuyến nó không chạy. Mình ấn thì mình sẽ thấy là đối với những cái ống tuyến mà nó chứa sữa đơn thuần thì ấn nó sẽ xẹp và bệnh nhân sẽ không đau. Thế còn những cái ống tuyến mà nó tắc thì mình ấn thì nó sẽ không xẹp đi nhá. Nó cũng giống như khi mà mình xua một cái viêm vật thư đó nhá. Vâng, khi nó bị tắc rồi. Còn ai có câu hỏi nữa không ạ?
có một bạn một câu hỏi không? Bạn Võ Thị Huyền Hạnh ạ, hỏi cô là có một số bệnh nhân được chẩn đoán là viêm xơ tuyến vú, có điển hình không ạ? Có hình ảnh điển hình không ạ? Giống như mình vừa nói đấy, bạn có thể gọi là viêm xơ tuyến vú, đấy là một cái chẩn đoán xưa. Còn bây giờ thường mọi người sẽ gọi đấy là một cái thay đổi sợi bọc tuyến vú. Thì nó có hai dạng đấy, hoặc là nó tạo khối, đả khối, hoặc là nó không tạo hình đả khối. Thì một khi nó đã có rất lan man như vậy thì thường nó không có hình ảnh điển hình. Và mình hết sức chú ý, rất quan tâm nhé. Đối với một cái thăm khám tuyến vú, mình phải rất quan tâm đến lâm sàng, đến tiền sử của bệnh nhân lứa tuổi cao, bệnh nhân có tiền sử gia đình trực hệ có ung thư tuyến vú, thì mình phải có một cái thái độ quan tâm khác. Thế và lâm sàng bệnh nhân có đau hay không có đau, mặc dù là đối với một cái thay đổi sợi bọc tuyến vú thì cái khả mức độ đau của mọi người không giống nhau. Có những người cái tổn thương rất nhiều, cái thay đổi sợi bọc rất nhiều nhưng người ta không đau nhiều, có những người thay đổi thì đau thì đau nhiều. Thế mình phải khám, mình luôn luôn nói là mình khám trên nhiều hướng cắt khác nhau, thay đổi bên, cố gắng tận dụng tất cả những cái hình ảnh làm bộc lộ rõ để làm cho tối ưu hóa hình ảnh để mình tránh bỏ sót tổn thương. Cũng vừa nói là đối với một cái tổn thương thay đổi sợi bọc tuyến rất dễ bỏ qua một cái ung thư tiềm ẩn trong đó, và đặc biệt là nó cũng có một cái liên quan nhỏ đối với thay đổi sợi bọc tuyến thì cũng có thể có tổn thương ung thư tiềm ẩn ở trong đó. Hình ảnh điển hình thì những cái hay là gọi là viêm xơ tuyến vú trước đây thì nó sẽ làm cái thay đổi âm của tuyến với cái đường bờ của tuyến, cái đường bờ này này nó không có đều này, nó mấp mô này, rồi cái tuyến nó tăng âm lên này, rồi nó có thể nó cũng có lộn xộn một chút. Đôi khi thì mình sẽ nhìn thấy những cái bóng cản thì nó xơ, cái tổ chức xơ thì nó thấp thụ âm nhiều hơn thì phía sau nó bóng lưng nó sẽ có bóng cản. Một vài trường hợp khi mà nó không gì thì mình có thể phải sinh thiết đấy. Và đặc biệt những trường hợp mà chị có nghi ngờ đối với tiền sử bệnh nhân hoặc là cái trên cơ địa một bệnh nhân mà có gợi ý nhiều thì mình sẽ phải kết hợp không chỉ trên siêu âm, bởi vì đã nói rồi, nếu như mình hình ảnh không điển hình không đủ để mình kết luận thì mình đi cắt âm đó, mình sẽ yêu cầu mình làm mammography, đúng không ạ? Nhá, mình sẽ kết hợp sau đó để mình có một cái lượng giá cuối cùng, đồng ý không ạ? Vâng. Xin phép cô đọc một câu hỏi, và câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng nhé. Các bạn nào muốn đặt câu hỏi nữa cho cô thì sẽ gửi vào group của lớp, hoặc là tạo sẽ chuyển cho câu trả lời sau. Câu hỏi cuối cùng ạ. Cô cho em hỏi những trường hợp như thế nào thì chỉ định chụp X quang tuyến vú chọc hút tế bào ạ? X quang tuyến vú chọc và chọc hút tế bào, đây là một câu hỏi cho một trường hợp hay là cho hai? Tức là muốn hỏi là khi nào thì chọc hút trên X quang, hay là bạn hỏi là khi nào thì có chỉ định chụp X quang tuyến vú? Trần Thị Ngân, em đâu rồi? Ngân đâu rồi? Em Ngân bật cam lên đi. Trần Thị Ngân đâu em? Một số bạn sợ là cái kỹ thuật cao tác chấn thương nhá. Thì bây giờ mình cứ trả lời theo ý hiểu của mình. Đấy, chỉ định chụp X quang tuyến vú thì đây mình nói là siêu âm và X quang nó không có thay thế được cho nhau. Thế cho nên tùy vào cái nhóm đối tượng, những cái đối tượng mà cần sàng lọc nhiều. Đầu tiên là như thế thì mình sẽ có chỉ định chụp mammography phối hợp, bởi vì siêu âm không thay thế được mammo, cũng như ngược lại mammo không thay thế được siêu âm. Thế còn Mân Ngân nghe rõ không? Đấy, thế còn những cái tổn thương trên siêu âm mà mình cần phải có X quang phối hợp thì mình cũng sẽ lại chụp X quang, yêu cầu chụp X quang. Thế còn nếu như hiểu một cái cách nữa thì bạn muốn hỏi là khi nào thì mình chỉ định sinh thiết trên X quang, khi nào chỉ định sinh thiết trên siêu âm, đúng không ạ? Thì Thanh Lan trả lời em. Mỗi cái nó sẽ có một cái giá trị khác nhau. Thứ nhất là can thiệp trên mammography thì không phải cơ sở nào cũng có. Nhân nghe rõ không ạ? Cái phương tiện chẩn đoán nó phụ thuộc vào cái phương tiện chẩn đoán. Nhá, cái máy để mình có thể can thiệp trên X quang nó phải hỏi là cái máy dựng mà không phải nơi nào có, bệnh viện phụ sản trung ương chúng tôi còn chưa có để can thiệp. Thế còn nếu có thì nó cũng sẽ rất tốt. Thế còn với một cái can thiệp sinh thiết trên siêu âm thì bất cứ nơi đâu có tất cả các phương tiện như trong đầu bài mình vừa mới giới thiệu và được đào tạo thì em đều có thể lấy sinh thiết hoặc là can thiệp trên siêu âm, nó đơn giản hơn rất nhiều, trong khi mammography nó đòi hỏi em phải có phương tiện. Thế và
cái gì nó cũng có ưu thế của nó. Chắc cái đấy nó phải là nếu như em là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì nó sẽ sâu hơn. Nhưng còn nếu em là bác sĩ siêu âm thôi thì có thể là cái lựa chọn nó tinh thiết trên X-quang. Thì đầu tiên là nó phải đòi hỏi có phương tiện, không phải nơi nào cũng có. Trong khi siêu âm thì nó cơ động hơn rất nhiều. Tinh thiết trên X-quang mình có thể để lại dây và mình chụp lại định vị dây này. Rồi mình có thể chụp lại kiểm tra lõi để xem mình đã lấy được đúng cái tổn thương mà mình cần chưa. Cái mẫu sinh thiết của mình được chụp lại để xem có những cái tổn thương vi phôi hóa nằm trong cái lõi mà mình đã lấy ra chưa. Được chưa Ngân? Bác sĩ Ngân nghe rõ không? Bạn nói bạn có khi lại bạn này cũng có khi lại đang cầm tay nghe rồi nhắc bỏ giúp cho tay không bạn không thì thôi sau khi có mặt bạn ở đây thì thế thì buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc nhé. Rất cảm ơn cô giáo đã có một bài giảng rất là hữu ích cho lớp. Các bạn có câu hỏi gì thì có thể hỏi thêm cô thì gửi vào trong group của phòng đào tạo. Cảm ơn.